Cái tập tiếp theo ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lập trình tiếp phần quản lý account. Trong phần này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là sửa thông tin một account. Thì trong những bài trước thì mình đã hướng dẫn các bạn là nhập vào một account, hiển thị thông tin account lên rồi xóa account. Thì trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sửa thông tin account. Thì ở trong bài học hôm trước thì chúng ta đã hiển thị thông tin account lên như thế này và xóa account. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là edit account và update. Đầu tiên thì các bạn mở code lên và chúng ta sẽ tiến hành là edit. Thì để edit một cái sản phẩm account này thì các bạn sẽ vào cái href của chúng ta và chúng ta sẽ mình enter xuống cho các bạn dễ nhìn nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ chạy về cái trang gì? Ở đây mình sẽ chạy về cái trang là account. Ship retail bạn nhé. Ship ở đây chúng ta sẽ bỏ truyền vào đó như vậy đi. Có nghĩa là chúng ta sẽ sửa theo cái này là cái này này thôi. Này. Và các bạn có thể là xem kết quả chương trình ở đây. Khi các bạn về cùng chụp vào chỗ chữ edit thì các bạn thấy này, thì nó sẽ chạy về cho chúng ta là account register này, nam nv này, account register tnv. Thì từ cái nam nv và tnv này thì chúng ta sẽ lấy ra được cái username và sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu là edit. Ở đây thì mình sẽ viết một cái hàm edit public string edit. Edit ở đây thì chúng ta sẽ lấy dữ liệu từ một cái account path variable. Ở đây thì chúng ta sẽ có là một cái gì các bạn? Username. Này thì cái string username. Phải và đây chúng ta sẽ có một cái module. Sau đó thì chúng ta sẽ return về một cái file gì đó. Ở đây thì chúng ta sẽ chạy nó về request mapping, get mapping các bạn nhé. Get mapping. Chúng ta sẽ get mapping về ở đây thì chúng ta sẽ get nó về register sheet. Ở đây thì chúng ta sẽ bỏ vào trong này một cái username các bạn nhé. Rồi ở đây thì chúng ta có thể là in ra cho nó một cái username. Hoặc là các bạn có thể là biết đơn giản hơn thì chúng ta sẽ sử dụng là response body. Đây thì chúng ta sẽ tả về cho nó là cộng cho username, coi cái username của chúng ta nó có lấy được không. Có nghĩa là từ cái đường dẫn như thế này thì chúng ta sẽ tả về cho nó là cái username register. Đây thì register username và chúng ta sẽ chạy chương trình. Nào chúng ta sẽ add vô cho nó một cái user thôi bạn nhé. Nam nv này. Chuyển qua view. Cái này mình biết sai cái đường dẫn luôn. Sau đó thì chúng ta sẽ là edit. Edit nó ghi ra trên nam nv này. Chỗ này do mình biết sai cái đường dẫn này nè. Cái này là account.
screen. Ở đây thì nó hiển thị ra được cho chúng ta cái account rồi các bạn này. À, chỗ này là nam là V rồi. Cái này chúng ta sẽ xóa nó đi. Ok, chúng ta không cần sử dụng là response body, cái này chúng ta chỉ tag dữ liệu thôi. Và sau đó thì để sửa dữ liệu thì đổi dữ liệu lên cái form register. Ở đây thì chúng ta sẽ đổ dữ liệu lên cái form này các bạn này. Này. Thì để đổ dữ liệu trên cái form này thì chúng ta sẽ có phải có một cái user. Thì chúng ta sẽ gọi là một cái account này, account ACC này bằng get file tìm theo username. Tìm theo username này, cái này nó sẽ tải về cho mình là một cái position, cái vị trí các bạn nhé. Integer POS là cái vị trí. If mà cái vị trí này nhỏ hơn 0 và trừ 1 á, là nhỏ hơn 0, nhỏ hơn 0 thì không tìm thấy. Thì ở đây mình sẽ có model.set attribute.s attribute account. Chỗ này là new một cái account. Ok. Còn ngược lại là chúng ta sẽ tìm thấy thì chúng ta sẽ tắt luôn rồi. Chấm add attribute account. Ở đây thì chúng ta sẽ get cái vị trí position ra. Sau đó thì chúng ta sẽ return về register form. Sau đó thì chúng ta sẽ chạy cái chương trình này lên. Ở đây thì chúng ta sẽ gọi cái hàm register này. Nam là V này. 1123. Submit, sau đó thì chúng ta bấm display. Sau khi mà display rồi chúng ta sẽ bấm là edit. Ok, edit đổ ngược lại. Mình sẽ test thử một cái nam là V1. Tên là V mình. Edit nam là V. Edit tên là V. Sau khi mà chúng ta đổ dữ liệu lên thì chúng ta sẽ bắt đầu là bấm submit. Ở đây thì mình đã hướng dẫn đã tạo ra cái nút submit rồi. Nút submit của chúng ta thì nó như thế nào các bạn? Nếu mà cái username này nó tồn tại thì nó sẽ là update, còn không tồn tại thì nó sẽ add nó vào. Nếu mà không tồn tại thì nó add vào, mà tồn tại thì nó sẽ update dữ liệu. Thì ở đây username của chúng ta đã tạo ra một cái username và username tồn tại thì nó sẽ update. Sau đó chúng ta sẽ bấm submit. Khi bấm submit thì chương trình của chúng ta nó sẽ ra lỗi. Ở đây chúng ta sử dụng method post, nó không support và cái đường dẫn của chúng ta bị sai này. Bình thường của chúng ta là account cái đấy không có chữ register, nhưng mà sẽ có là save or update. Ok, nhưng mà chúng ta đã dư cái chữ register. Thì để sửa cái lỗi này thì các bạn sẽ vào trong cái trang register form của chúng ta. Thì ngay chỗ cái form của chúng ta này, thế này bạn là duyệt account này. Duyệt. Dấu duyệt này có nghĩa là như thế nào? Khi các bạn để cái dấu duyệt trước đó, thì nó sẽ chạy về localhost 8080. Được chưa? Nếu bạn không để dấu triệt thì nó sẽ tiếp, nhưng mà để dấu triệt thì nó sẽ chạy về logo của con hot 8080. Đó, nó là như thế. Sau đó thì chúng ta sẽ chạy lại chương trình này nhé. Ở đây thì account register này. Ở đây chúng ta sẽ có view này. Rồi chúng ta sẽ edit nam NV này. Nam NV 11 photo 11 các bạn nhé. Bỏ admin nó đi, bấm submit. Đó. Thì các bạn thấy nó trả về là
Save or Update. Sau đó thì chúng ta sẽ bấm Display. À, ở đây các bạn thấy nó sẽ có là nam là về được 11 này. Ở đây chúng ta bỏ quyền admin nó đi thì nó sẽ sử dụng là phần user. Ở đây thì chúng ta đã update được cái một cái account. Các bạn có thể là update thằng tèo NV này, tèo NV22. Chỗ này FPT viết sai này, fpt.edu.va. Photo 22 display submit, sau đó thì chúng ta sẽ display. Đây là ok các bạn. Đó, tèo 22. Ở đây thì khi mà các bạn có thể là khi mà submit thì các bạn sẽ gọi cái hàm mà set tất cả cái này nó sẽ bằng bằng rỗng. Thì để set bằng rỗng thì các bạn set là attribute cho nó là xong các bạn. Ở đây các bạn, đây cái hàm mà set attribute bằng count này, đây. Có nghĩa là trước khi mà đây, nhập vào thì bạn set cho nó một attribute. Mặc dù dù nó có thay thành công hay là update thành công thì chúng ta sẽ set lại account rỗng thì nó sẽ rỗng đi các bạn, đơn giản như vậy thôi. Ở đây thì chúng ta sẽ chạy lại chương trình. Đó, ở đây thì nam NV này có cuộc 111. Ok, ở đây thì các bạn thấy khi mà add thành công rồi thì nó sẽ xóa trắng tất cả các trường, sau đó mình bấm display sửa lại nam là về cái bằng nam thôi. Ok, mình bấm submit, sau đó display. Ok các bạn, đây là chương trình của chúng ta. Bạn có thể là xóa này, đây là thêm sửa và xóa. Bạn có thể làm tham khảo code.